Nhân Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã trở lại với phần tin cuối tuần của ngày hôm nay với những nội dung chính như sau. Tin thứ nhất là Sở Di trú Mỹ sẽ nới lỏng cấp thị thực H1B. Tin thứ hai là Trung Quốc phạt 80 giới chức chính quyền về vụ tai tiếng vaccines. Và tin cuối cùng là sau cái lạnh cắt da thì người dân ở vùng Trung Tây Mỹ lại lo bể ống nước. Mở đầu phần tin cuối tuần ngày hôm nay thì theo tin của Washington Post thì Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã thông báo là những ai xin thị thực H1B sẽ được đưa vào chương trình quay số ngẫu nhiên để có thể cấp 65.000 thị thực. Nếu như mà không được chọn trong đợt này thì họ có thể tiếp tục tham gia vào lần quay số ngẫu nhiên, có thể cấp khoảng 20.000 thị thực dành riêng cho những người có bằng thạc sĩ hoặc cao hơn. Với những thay đổi này thì các công ty công nghệ ở Silicon Valley, ở tiểu bang California, nếu như mà muốn tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ học vấn trên đại học sẽ có thêm cơ hội tuyển người. Sở Di trú Mỹ cũng cho biết rằng việc thay đổi sẽ giúp có thêm khoảng 5.000 người nước ngoài tốt nghiệp trình độ sau đại học tại các trường của Mỹ có thể ở lại đây và làm việc. Và ngoài ra thì cơ quan bài trừ tham nhũng của Trung Quốc nói rằng đã có các biện pháp kỷ luật đối với hơn 80 giới chức có liên hệ đến một vụ tai tiếng về thuốc chủng ngừa vaccine vào hồi năm ngoái. Điều này đã tạo nên một sự nghi ngờ của người dân về sự an toàn của các dược phẩm sản xuất trong nước. Công ty Johnson & Johnson Biotechnology là một công ty dược phẩm lớn sản xuất thuốc ngừa bệnh dại đã bị phạt số tiền là 3 tỷ đô la vào hồi tháng 10 năm ngoái sau khi bị phát giác là ngụy tạo hồ sơ thử nghiệm. Ủy ban Thanh tra và Kỷ luật Trung ương cũng nói rằng đã trừng phạt nghiêm khắc khoảng hơn 80 người khác ở cấp tỉnh thành, nhưng không cho biết thêm nguồn tin chi tiết. Và ngoài ra thì nguồn tin này cũng nói rằng những người liên hệ bị giáng cấp hoặc là bị đưa ra khỏi cơ quan nhà nước. Chính quyền Trung Quốc vào trước đây cũng nói rằng là thuốc chủng ngừa bệnh dại chế tạo sai trái, không hề được bán ra thị trường. Tuy nhiên thì vụ này gây phẫn nộ trong dân chúng sau các vụ tai tiếng và an toàn thực phẩm, nhất là trong các lĩnh vực về dược phẩm. Và sau những ngày gặp những cái lạnh cắt da thì với nhiệt độ xuống dưới hàng chục độ dưới không âm độ F thì nhiều người dân ở vùng Trung Tây Mỹ phải đối mặt với việc bị bể ống nước. Các công ty chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa và dọn dẹp những căn nhà bị bể ống nước đã nay lại vô cùng bận rộn. Thường thì vào cuối mùa đông, mỗi ngày công ty nhận được từ 1 cho tới 2 cuộc điện thoại khách hàng gọi tới nhờ sửa ống nước bị đông cứng hay bị bể. Và việc tăng nhiệt độ nhanh chóng vào cuối tuần này thì có nghĩa rằng các nơi bị rò rỉ hoặc các chỗ bị nới lỏng lẻo từng bị đông lại sẽ bị bung ra. Vì vậy mà trong nhà thì ai cũng nên biết chỗ nào là nơi khóa nước để có thể nhanh chóng cắt nguồn nước một khi mà ống nước trong nhà bị bể. Và vừa rồi là phần tin cuối cùng của ngày hôm nay. Nhất Anh kính chào và hẹn gặp lại.